Sự thật với chiếc bếp từ Lotka TA1008 Pro. Đầu tiên là xuất xứ Việt Nam chứ không phải Trung Quốc các bạn ạ. Bếp có thể đặt dương hoặc đặt âm, tùy theo vào không gian bếp nhà bạn. Mặt kính Aeroplatium siêu bền, chịu lực, chịu nhiệt và chịu sốc nhiệt lên tới 800 độ C. Bao viền nhôm 4 cạnh giúp hạn chế sự sức mẻ trong quá trình sử dụng. Giá công suất từ 1 đến 9 cho phép bạn ấn chọn hoặc chuyển từ trái sang phải để chọn từng mức công suất phù hợp. Chế độ Butter lên tới 2400W giúp việc nấu ăn nhanh chóng. Bạn muốn ninh hầm thức ăn? Có ngay chế độ ủ ấm cực kỳ tiện lợi với 3 mức nhiệt 70, 80 và 90 độ C. Kết hợp với đó là chức năng hẹn giờ timer độc lập cho từng hầm nấu lên tới 99 phút giúp công việc nội trợ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhà có trẻ nhỏ thì đừng quên chức năng khóa trẻ em này nhé. Chỉ cần giữ 3 giây, bàn phím sẽ bị vô hiệu hóa. Bếp sẽ tự động tắt khi nước tràn đến khu vực bàn phím điều khiển, giúp bảo vệ căn bếp chống cháy nổ. Với tất cả những điều trên, bạn nghĩ chiếc bếp từ Lotka 1008 Pro này có giá bao nhiêu? Bật mí là cực kỳ tốt các bạn nhé! Mọi thắc mắc xin liên hệ tới số điện thoại trên màn hình hoặc để lại comment dưới phần bình luận. Em xin chào và cảm ơn!